Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ dạy con bài đạo đức. Tiếp theo là bài 13, chào hỏi và tạm biệt. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Các em, khi gặp các tình huống sau đây, em sẽ làm gì? Tình huống thứ nhất, em sẽ làm gì khi bạn cho em mượn quyển truyện mới mua? A. Em sẽ xem và đọc nhanh để trả lại cho bạn. B. Em cảm ơn và đưa cho các bạn khác cùng xem. C. Em cảm ơn bạn và hứa giữ gìn quyển truyện thật tốt. Con hãy chọn đáp án đúng nhất. À, bây giờ con xem đáp án của con có giống của cô không nhé. À, đáp án của cô là đáp án C. Em cảm ơn bạn và hứa giữ gìn quyển truyện thật tốt. Bây giờ có tình huống 2. Em chạy vội nên bị vấp ngã. Bạn đến đỡ em đứng dậy. Em sẽ nói gì với bạn? À, em xin lỗi bạn vì đã làm phiền đến bạn. B. Em cảm ơn bạn đã giúp em đứng lên. C. Em xin lỗi bạn vì không cẩn thận chạy quá vội. Con hãy cho cô biết đáp án nào là đáp án đúng nhất. À, bây giờ con xem đáp án của con có giống của cô không nhé. À, đáp án của cô là câu B. Em cảm ơn bạn đã giúp em đứng lên. Như vậy, khi nào cần nói lời cảm ơn? Khi được người khác quan tâm giúp đỡ. Khi nào cần nói lời xin lỗi? Khi làm phiền người khác. À, nãy giờ qua phần bài cũ, cô đã cho các em nhớ lại cái bài học của tuần trước là bài cảm ơn xin lỗi. Bây giờ hôm nay cô sẽ dạy cho con một bài mới là bài chào hỏi và tạm biệt. Bây giờ cô và các con cùng bước vào hoạt động 1 nhé. Ở hoạt động 1 này ta làm bài tập số 1, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Trong từng tranh có những ai? Các bạn nhỏ đã gặp tình huống ra sao? Các bạn đã làm gì khi đó? Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống như trên? Bây giờ cô cho con quan sát lại tranh số 1. Con xem các bạn trong tranh đang làm gì nào? À, trong tranh, các bạn nhỏ đi đường, gặp một bà cụ. Các bạn đã vòng tay và cúi đầu chào, nói chúng cháu chào bà ạ. À. Như vậy, con chú ý là phải cần chào hỏi khi gặp gỡ. Bây giờ con quan sát tranh 2, xem tranh vẽ gì? À, tranh vẽ các bạn chia tay nhau, chào tạm biệt khi ra về. Các bạn đó đã làm gì? Các bạn vẫy tay chào và nói tạm biệt nhé. Như vậy, khi chia tay cần phải nói lời tạm biệt. Qua hai bức tranh trên, cho con học được điều gì? À, chào hỏi và tạm biệt thể hiện được sự lễ phép, tôn trọng lẫn nhau. Cô có kết luận như sau. Cần chào hỏi khi gặp gỡ,
tạm biệt khi chia tay. Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự lễ phép, tôn trọng lẫn nhau. Nãy giờ học mệt rồi, cô cho con thư giãn một chút nhé. Cô sẽ cho con nghe bài hát Con chim vằn khuyên. Qua bài hát này, con thấy chú chim vằn khuyên đã làm những gì nhé? Con thấy các bạn nhỏ chim vằn khuyên đã làm gì nào? À, các bạn đã biết chào hỏi những người xung quanh mình. Bây giờ con hãy bước vào hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2, chúng ta làm bài tập 2. Hãy ghi lời các bạn nhỏ trong tranh cần nói trong mỗi trường hợp dưới đây. Con hãy quan sát tranh. Và trả lời các câu hỏi sau. Các bức tranh vẽ gì? Các bạn nhỏ trong tranh cần nói gì trong mỗi trường hợp? Bây giờ, con hãy quan sát lại tranh số 1, xem tranh vẽ gì, sau đó ghi lại lời các bạn trong tranh cần nói trong mỗi trường hợp dưới đây nhé. Tranh 1, vẽ các bạn nhỏ đi học gặp cô giáo. Khi đó các bạn sẽ nói gì với cô giáo? Các bạn nhỏ đã nói: chúng em chào cô ạ. Con bước vào tranh thứ 2. Con thấy trong tranh vẽ gì nào? À, bạn nhỏ cùng bố mẹ đang chào tạm biệt một người khách. Theo con, bạn nhỏ sẽ nói gì với cô khách đó? Bạn nhỏ sẽ nói: cháu chào cô ạ. À, như vậy, con phải cần chào hỏi khi nào? Khi gặp gỡ. Cần tạm biệt khi nào? Khi chia tay. Nãy giờ học mệt rồi, cô cho các con chơi trò chơi xếp cánh hoa nhé. Bây giờ cô có 2 bông hoa. Một bông có nhị hoa chào hỏi, một bông có nhị hoa tạm biệt. Con hãy ghép những cánh hoa có tình huống phù hợp với nhị hoa nhé. Ví dụ như cô có tình huống trên cánh hoa màu đỏ, em gặp gỡ người quen. Em phải làm gì? À, em phải chào hỏi. Bây giờ, cô và các con cùng chơi trò chơi nhé. Cô có 2 nhụy hoa. Một nhụy hoa là chào hỏi. Một nhụy hoa là tạm biệt. Cô có cánh hoa thứ nhất có tình huống đi học về gặp bà cụ. À, em phải làm gì? À, em phải chào hỏi bà cụ. Chia tay.
bạn sau khi tan học, em phải làm gì nào? À, em phải tạm biệt bạn. Em gặp cô giáo, em phải làm gì? Em phải chào hỏi cô giáo. Về nhà thấy bạn của mẹ, em phải làm gì? À, em phải chào hỏi bạn của mẹ. Gặp người quen ở chợ, em phải làm gì? À, em chào hỏi người quen. Gặp bạn mới quen, em phải làm gì? À, em phải chào hỏi bạn. Đến nhà bạn chơi rồi về, em phải làm gì? À, em chào tạm biệt bạn. Ra về sau khi xem phim cùng bạn, em phải làm gì? À, em phải tạm biệt bạn. Hai người bạn chia tay nhau, phải làm gì? À, tạm biệt nhau. Mẹ dắt em đến trường rồi ra về, em phải làm gì? À, em chào tạm biệt mẹ. Như vậy, phải chào hỏi khi gặp gỡ. Ví dụ như khi mà con gặp một cụ già thì con phải cúi đầu khoanh tay, cháu chào bà ạ. À. Còn khi con chào tạm biệt các bạn thì con chỉ cần vẫy tay chào tạm biệt nhé. Như vậy con hãy ghi nhớ, cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay. Chào hỏi tạm biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Con hãy ghi nhớ những điều cô dạy nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi.